Alo, chuyện mà tôi nhờ cậu tìm hiểu, cậu đã tìm hiểu tới đâu rồi? Bọn họ là những ai? Cậu có thể gửi cho tôi thông tin những người đấy được không? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thời gian sắp tới, chắc là tôi vẫn phải nhờ cậu bí mật điều tra thông tin của những người đã khiến cho gia đình của tôi bị phá sản như vậy. Nhất định tôi phải bắt họ trả giá. Anh ạ. Anh ơi, đây là tiền của khu này trong tháng vừa rồi, anh xem đấy. Khu mới làm ăn thế nào? Có ổn không? Ổn làm sao được anh, khu này mới nhập cư, toàn bọn nghiện thôi, làm ăn chán lắm. Lo mà làm đi, không mà chết đói cả lũ đấy. Em hỏi thật anh nhá, bao giờ thì anh lên làm quyền? Không nói nữa, bớt miệng lại đi, không xước họa vào thân đấy. Em chẳng sợ, bây giờ bọn em đi theo anh chứ không phải theo lão ta. Tao đã bảo không nói nữa cơ mà. Tại sao lại ít thế này? Trong này có cả tiền lương của bọn em đấy. Tao đã dạy mày thế nào? Là anh cả ấy, phải lo cho cuộc sống của anh em, phải biết suy nghĩ cho anh em. Bây giờ mày cầm tiền lương của chúng nó nộp vào công ty, vậy chúng nó lấy gì mà sống đây hả? Em chịu thôi, bên trên ép xuống đến tận xương, bây giờ muốn ăn cháo cũng chẳng có đâu anh ạ. Cầm về chia lại cho anh em đi. Em không cầm đâu, cầm cái số tiền này liên lụy đến anh. Cầm lấy. Em nói thật nhá, nếu như anh ngại ra tay ấy, thì để bọn em làm cho. Tại vì bây giờ anh em số đông đã theo anh hết rồi chứ không phải lão ta. Tao đã nói mày như nào, nghe cho rõ này. Từ nay về sau ấy, lo làm việc cho tốt. Việc của tao không mượn mày can dự vào, nghe rõ chưa? Em hiểu rồi, em xin lỗi anh. Này anh kia, tại sao lại đánh em? Bạch, tại sao chị gọi mà em không nghe máy? Bà nhiều chuyện vừa thôi, bà đi về đi, khi nào rảnh tôi sẽ gọi cho bà. Này, Vinh, đợi chị với chứ, thằng em đúng là anh. Anh chỉ xa tôi ra. Anh sẽ chờ em chứ? Đương nhiên là anh sẽ chờ rồi. Nhưng mà thời gian mà em đi du học là lâu lắm đấy, tận 5 năm cơ. Kể cả là 10 năm hay 15 năm nữa ấy, anh vẫn sẽ chờ mà. Chỉ cần ấy, em tin vào tình yêu của chúng ta, em tin rằng anh có thể chờ đợi được em ấy, là bọn mình sẽ trở về bên nhau thôi. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã đến bên cạnh em. Ở bên cạnh em như thế này khiến cho em rất là vui và hạnh phúc. Thời gian sau, anh nhớ là phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt đấy nhá. Hãy đợi em quay trở về. Tôi có thể giúp em tìm lại cậu ấy. Không cần, tôi tự tìm được. Không biết những lời của My nói có thật không? Liệu có phải anh Long và cô ta sắp kết hôn? Mình có nên hỏi không nhở? Không, mình không thể hỏi như thế được. Tốt nhất là cứ kệ anh ta đi.
Mình không tin là anh ta đã chung tình với mình suốt những năm qua đâu. Anh làm gì đấy, anh bỏ tôi ra đi. Bỏ tôi ra. Anh không buông. Em trả lời câu hỏi của anh đi. Anh Long này, bây giờ giữa chúng ta đã chấm dứt tất cả mọi mối quan hệ rồi. Làm ơn, anh đừng có làm phiền tới tôi nữa. Anh không biết nguyên nhân là gì, nhưng anh sẽ không từ bỏ em dễ dàng như vậy đâu. Cái thằng này láo thế nhỉ. Gọi điện không bao giờ nghe máy cả. Anh Long không nghe vì còn bận đi thu tiền cho anh. Người ta đi làm bên ngoài cực khổ như thế, anh không thương thôi còn nghi kỵ. Mày suốt ngày cứ anh Long. Tao không hiểu là cái cục sắt đấy có cái gì thú vị mà mày mê nó thế hả? Thì vẻ ngoài lạnh lùng nè, giọng nói ấm áp, trông vậy thôi á, chứ cũng quan tâm người ta ra phết đây. Trông cái mặt kìa. Anh bảo này, lụy ít thôi, không có sau này khổ lắm đấy em ạ. Thế nên em mới cậu anh làm chủ. Em thích anh ấy lắm, muốn cưới anh ấy làm chồng luôn. Anh tác hợp cho em nhé. Ở đời tao chỉ thấy cọc đi tìm châu, chưa bao giờ thấy châu đi tìm cọc bao giờ cả. Em mặc kệ, anh phải làm chủ cho em. Thôi được rồi, tao sẽ đứng ra làm chủ cho mày. Lấy nó cũng được, nhanh nhạy, biết việc. Với cả là nó cũng làm việc với tao lâu rồi. Ok anh trai, thứ anh nhiều nhiều. Anh gọi em ạ. Tiền của khu bọn nghèo đây à? Đây xem nào. Sao ít thế này? Dạ, đây là khu nhà nghèo mà anh. Với cả bọn đàn em chưa quen địa điểm mới, nên là như vậy là nhiều rồi ạ. Lũ ăn hại, nuôi chúng nó tốn cơm tốn gạo. Mày về bảo với chúng nó ấy, nếu không làm đủ chỉ tiêu ấy thì cút hết đi. Dạ vâng ạ. Anh mà khoan đã, tao thấy không được hợp lý cho lắm. Cái khu đó là khu mày trực tiếp quản lý, mà cái đám ở đó lại là đàn em cũ của mày. Có phải là mày cho tiền chúng nó không? Kìa anh, sao anh cứ trách mắng anh Long thế? Anh Long không phải người như thế đâu. Dạ, nếu anh thấy không ổn, anh có thể trừ lương tháng này của em ạ. Đây là mày nói đấy nhá, tao không ép mày đâu. Em phản đối, sao anh ác thế? Anh Long đổ tắt mật tối, xử lý giúp anh bao nhiêu là công việc chẳng được nghỉ ngơi. Hổ tí là trừ lương. Thôi được rồi, tao có nhiệm vụ mới muốn giao cho mày đây. Anh nói đi ạ. Bây giờ mày xuống phòng thu hồi nợ, mày lấy địa chỉ nhà và thông tin của cái thằng giám đốc sắp phá sản, rồi để nó lấy tiền về cho tao. Dạ vâng. Tại anh mà em chưa kịp nói rồi với anh Long đấy. Mày bớt cái miệng lại Hồ Anh cái. Mày phải biết phân biệt giữa công việc và chuyện cá nhân lại chứ. Mặc kệ anh, em đi đây. Vành, em kể cho chị nghe đi, những chuyện mà đã xảy ra với gia đình mình trong những năm vừa rồi. Tại sao công ty của bố lại phá sản, em có dính dáng gì đến chuyện đấy không? Với cả sao căn nhà này em không ở nữa mà lại chuyển ra chỗ đấy ở? Hỏi gì hỏi lắm đấy, đau hết cái đầu. Em phải kể cho chị nghe chứ, bây giờ em phải kể ra thì chị mới biết là mọi chuyện đã xảy ra như nào rồi, còn tìm phương hướng giải quyết nữa. Ông già làm ăn thua lỗ, phải bán cả công ty, gắn cả cái căn nhà để trả nợ. Còn đang nợ bọn sao đem một đống tiền kìa. Rồi sao nữa? Bà không biết phải suy diễn tiếp như nào à? Tất nhiên là ông già sẽ trốn về quê, còn tôi thì phải tự kiếm sống. Mà cả bà nữa đấy, căn nhà này bây giờ là của người ta rồi, đứng ở đây, bọn sao đem nó đến tìm thì mệt lắm. Cứ để cho họ đến đây đi, họ đến rồi ấy, gặp chị sẽ giải quyết được. Chùm sao ở đen là ở cái đất này đấy, bà định giải quyết như nào? Nói như vậy là em biết mặt kẻ đã cho bố mình vay tiền đúng không? Sao mà không biết, tôi có đang muốn băm nó ra thành trăm mảnh kìa. Thế thì em muốn biết thêm gì nữa? Việc mà công ty của mình bị phá sản có liên quan gì đến bọn họ không? Cái này hỏi ông già, tôi chị. Thôi được rồi, chuyện này chị sẽ hỏi bố. Thế còn mày, bây giờ mày làm gì rồi? Bảo kê, thu họ. Ô, cái thằng này, mày láo quá rồi đấy. Tại sao bây giờ mày lại đâm đầu vào cái nghề thất đức đấy? Chứ bây giờ còn cái gì nữa đâu. Với cả ước mơ của tôi là trở thành đại ca giang hồ đấy. Không được, chuyện này ta sẽ nghiêm cấm mày.
Từ bây giờ nếu mà mày bước chân ra khỏi nhà, tao sẽ chật gãy chân mày, nghe rõ chưa? Thôi thì bà, bây giờ tôi phải trẻ lên ba đâu mà dọa kiểu đấy. Này, định đi đâu đấy? Đi ngủ. Tôi đã bảo là anh đừng có tìm đến tôi nữa cơ mà. Tôi đâu có tìm em. Ơ, đấy. Tôi vẫn chưa nói hết mà. Thế thì anh cứ đứng đây nói chuyện một mình đi. Tôi không có nhu cầu nghe. Tôi vẫn đang cảm nhận tình cảm từ nơi em đấy. Thế cho nên ý, đừng có làm bộ dạng khó chịu với tôi nữa. Có được không? Khủng. 5 năm qua ấy, ngày nào tôi cũng suy nghĩ đến việc tôi và em sẽ cùng nhau về một mái nhà. Tôi không thể nào mà quên được. Nhưng mà đáng tiếc là người vợ đấy lại không phải là tôi. Tôi không phải là người mà đã kè kè bên anh ở chung một mái nhà với anh đâu. Ý em là sao? Tôi chưa hiểu. Vậy thì để tôi nói rõ ra cho anh hiểu nhá. My đã gọi điện cho tôi và bảo là hai người sắp kết hôn với nhau, yêu cầu tôi là đừng có liên lạc làm phiền đến anh nữa. Nhìn em đang ghen kìa. Không có đâu, đừng có mà nói bừa. Em nghe này, giữa tôi và My ấy, chẳng có mối quan hệ gì cả. Người tôi yêu và muốn lấy làm vợ ấy, chính là em đó. Tôi không tin. Sao đây? Anh yêu em. Này, anh bị điên đấy à? Anh muốn hét lên cho cả chỗ này biết đấy à? Anh muốn cả thế giới biết cơ. Thôi, cho anh một cơ hội nhá. Con phải xem thái độ đã. Đi. Thôi mà, về với anh đi. Yêu thương, yêu thương nhiều. Thôi, anh nữa mẹ nheo nữa. Tôi nổ hết cả da gà lên rồi đây này. Này, anh bảo, đi với anh đi, anh có cái này vui lắm. Alo, xử lý công việc thay anh đi. Anh gửi địa chỉ rồi đấy. Đi. Hình như còn tầm 1 năm nữa mới kết thúc lịch trình du học của em. Sao em về sớm thế? Nhớ anh quá. Nhớ anh ấy thì ngày nào mà em chẳng nhớ. Nhưng mà đấy không phải lý do mà em về nước. Em nói đi. Thực ra là gia đình của em đang xảy ra một chút biến cố. Nên là em không có muốn nhìn bố em với cả em trai của em phải chịu khổ. Em không có cam tâm. Vậy nên em phải về nước để mà giúp giải quyết mọi chuyện. Sao không thấy Vanh nói gì với anh nhỉ? Em cũng không biết nữa. Nó chỉ bảo với em là hiện tại nó đang làm giang hồ hay là bảo kê thu họ cái gì đấy. Anh có biết không? Anh biết. Nó là đứa em trai duy nhất của em. Nếu mà nó có mệnh hệ gì chắc là em cũng chẳng thiết sống nữa đâu. Anh sẽ sắp xếp cho một công việc khác. Em đừng lo suy nghĩ chuyện này nữa nhá. Anh đừng có nói với em là bây giờ anh cũng đang làm. Chuyện đấy nghĩ sau đi. Bây giờ em đừng suy nghĩ gì cả. Em hãy chuẩn bị tinh thần làm bà xã của anh đi. Chuyện đấy em cũng chưa dám nghĩ tới. Tại vì bây giờ em còn phải lo cho gia đình nữa. Chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ đến bản thân cả. Tất cả mọi chuyện anh sẽ thay em giải quyết. Để bà xã của anh có thời gian suy nghĩ đến bộ váy đẹp nhá.
Nhìn anh kìa, đúng là ham vợ thật đấy. Anh chỉ ham em làm vợ thôi. Còn những người con gái khác ấy, anh chẳng cần. Đi, bây giờ mình đi chơi tiếp nhá. Ngày hôm nay anh muốn dành thời gian cả ngày cho em. Eo ơi, anh bị làm sao đấy? Em còn phải về nhà nữa chứ. Ai đâu mà có sức đi với anh cả ngày. Không có sức thì anh bế. Khốn nạn. Bỏ ra ra, chúng mày muốn chết đấy à? Tôi xin lỗi, tôi chỉ ăn theo lệnh thôi. Chúng mày vuốt mặt thì phải nể mũi chứ. Dù sao thì tao là người của công ty đấy. Tôi biết, đây là lệnh của anh lớn. Và tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi. Chúng mày định làm gì? Bọn mày đâu? Tìm trong nhà, sổ đỏ hay đồ vật giá trị về nhập kho. Khi nào nó có tiền thì mang trả nó. Đi! Tao thách chúng mày đấy! Mày biết quy trình mà đúng không anh? Tốt nhất đừng có kháng cự. Chúng mày đâu? Lục! Dừng tay lại! Anh! Chúng mày lục tìm gì trong căn nhà này? Nói thiếu nợ, bọn em tìm đồ thôi. Giải tán đi, tao lo. Dạ vâng, chúng mày đi. Anh đang làm giang hổ đấy à? Chuyện này nói sau nhé. Vâng. Chuyện số nợ là sao? Bố em đang nợ của công ty chúng ta một số tiền. Nhưng mà cái căn nhà này thì bố em đã bán cho người khác rồi. Và thật sự là bây giờ em không có tiền để trả. Tại sao không nói với anh? Em không muốn làm phiền đến anh. Anh đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Chuyện gì khó phải nói với anh. Tại sao mày không nghe? Nhưng mà em biết tính của anh. Nếu như anh biết chuyện này, chắc chắn anh sẽ đến gặp lão Duy. Khi đó anh xảy ra bất hòa khí và không thể làm việc tiếp được. Được rồi, chuyện này anh sẽ giải quyết. Tạm thời đừng đến chỗ làm nữa. Ở nhà với chị San đi. Nhưng mà... Quyết như vậy đi. Vâng ạ. Này, anh đừng có lại gần đây. Cũng đừng có nói gì cả, anh không muốn nghe đâu. Anh xin lỗi. Alo, tôi nghe. Được rồi, tôi đến luôn đây. Ây ơ, đi đâu đấy? Cái bà tưởng sao này. Anh Duy, anh Duy, anh phải ra mặt giúp em chuyện này. Lại cái gì nữa? Mày có thể để cho anh mày bình yên một tí được không? Em sắp bắt anh Long tới nơi rồi, anh còn nói vậy được à? Nó đi đâu mà mất? Mày nói rõ ra nghe xem nào. Người yêu của anh Long về nước rồi. Vừa nãy á, em còn thấy nó với anh Long đi chơi với nhau. Em gọi điện còn không thèm nghe. Thì bây giờ nó đang đi chơi với người yêu của nó. Mày gọi điện đương nhiên là nó sẽ không nghe máy rồi. Phải tao tạo cũng thế. Anh muốn em chết đúng không? Hở tí ra là đòi sống mới chết. Được rồi, để tao xử lý. Anh hứa rồi đấy nhá. Em mà mất anh Long á, là không còn tình nghĩa anh em gì nữa. Anh, em có chuyện muốn nói. Mày đi ra ngoài đi. Không, em muốn ở đây cơ. Em có thể ra ngoài một chút được không? Anh có chuyện cần nói với anh ý. Anh phải giúp em chuyện này. Khoản nợ của gia đình phá sản đó ấy. Anh sang tên cho em đi. Cái gì? Đầu óc của mày có vấn đề đấy à? Mày có biết nó nợ tao bao nhiêu tiền không? Em sẽ trả dần. Cả tiền gốc lẫn tiền lãi, mày không gánh nổi đâu. Tốt nhất là mày đừng lo chuyện bao đồng. Khoản nợ gia đình đó là người nhà của người yêu em. Cái gì? Người yêu á? Hình như là tao để mày thoải mái quá, nên là mày quên hết tất cả các quy định ở công ty à? Đã bước chân vào cái con đường này,
tốt nhất là đừng có yêu đương. Xin anh hãy giúp em. Thay vì chọn nó thì mày hãy nghĩ đến Trà My đi. Nó yêu mày, nó thương mày, rồi sau này lấy nó về, mày sẽ có tất cả. Đối với em, Trà My chỉ là em gái của em thôi. Vậy là mày vẫn quyết định cãi lời tao. Em xin lỗi, nhưng từ trước đến nay em chưa bao giờ cầu xin anh cái gì cả. Anh hãy giúp em. Thôi được rồi, mày cứ về đi, để tao xem xét. Rồi, cảm ơn anh. Tao biết rồi cũng có ngày mày như thế này. Nhưng đáng tiếc, quân cờ này không thể sử dụng được nữa rồi. Ra tay xử lý nó đi.